Vâng, em xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 22 tháng 8. Thì hôm nay thì em có một ít cái hoàng thảo Thái Bình nhá. Hoàng thảo Thái Bình đột biến hoa trắng tinh. Đấy, có ít kỳ trên thân nó rất là khỏe này, em lên clip em chia sẻ cho anh em. Anh em nào mà thích sưu tầm cái hàng này thì anh em alo cho em. Bây giờ em quay qua một chút về cái cây này nhá. Cây này nó khủng lắm, bởi vì là em đây em đứng nó không quay hết được cái chiều dài của nó. Đấy. Như cái thân già kia là nó dài lên đến khoảng tầm hơn 2 mét các bác nhá. Hơn 2 mét mà rất là to khủng. Đấy, các bác nhìn này, có một cái thân này đang đi ngọn rất là mạnh này. Đang đi ngọn rất là mạnh nhá. Mà cái con này nó đã dài đến tầm khoảng gần mét rưỡi rồi. Đấy, các bác nhìn đây, tay của em đây. Khủng khiếp luôn. Đấy, các bác nhìn nó to như cái ống nước 27 đấy. Khiếp lắm. Các bác nhìn nó cực kỳ là phê. Hoa thì đột biến trắng tinh nhá. Đây là một cái kỳ của nó các bác này. Kỳ này, con kỳ này nó dài khoảng 20 này. 40 này. Kỳ này nó rơi tầm khoảng 50 cm rồi. Đấy, đang đi ngọn rất là mạnh. Và nhiều cái kỳ khác nữa nhé các bác nhá. Dễ ra hàng chùm, hàng đàn này. Thân này các bác nhìn sợ khiếp. To kinh khủng luôn. Nó to như cái ống nước 27 đấy các bác nhá. Ngọn đang đi rất là mạnh. Đây như có những cái thân già này nó dài đến hơn 2 mét này. Hơn 2 mét. Kỳ rất lực. Đấy, đây có nhiều kỳ nhỏ nhỏ này. Thì cái hàng thảo Thái Bình ấy, thì là cái giống này thân lá của nó rất là khủng các bác nhá. Thân lá khủng. Mà nó hoa của nó cũng khá là to. Hoa to như cái cốc, cái chén uống nước ấy. Đấy, mà môi tuyết rất là đẹp. Thì con này nó lại là đột biến hoa trắng tinh nữa. Em cho các bác xem hoa của nó lở lăm vừa rồi nhá. Đấy, hơi chói. Đấy, các bác nhìn nó. Đây là hoa lở lăm vừa rồi. Lở tại cái giò này luôn các bác nhé. Hoa đột biến là trắng hết các bác nhé, trắng tuyền hết. Thì như cái hoàng thảo Thái Bình mà những cái hoa thường các bác thì là nó có hai cái mắt ở bên trong ấy, là nó đen như hai hạt nhãn ấy. Và con này thì nó đột biến là trắng tinh. Mà thân lá con này rất là khủng. Thì bác nào thích sưu tầm cái dòng này thì các bác nhanh tay alo cho em, bởi vì là nó cũng cái dòng này nó cũng hiếm. Nó hiếm. Thân rất là to khủng các bác nhá. Đấy. Bác nhìn nó. Rất là khủng khiếp. Đấy, các bác nhìn nhá. Ngón tay em để đây này các bác biết. Mà tay em nó rất là mập đấy nhá. Chứ để mà như cái ống nước 27 ấy. Đây các bác nhìn cái ống này. Ống nhựa, ống nước này. Cái này ống 19 này. Để cạnh nó bé hơn rất là nhiều. Đây thì như những kỳ tầm như này, tầm như kỳ này khoảng tầm độ 10 cm này. 10 cm hoặc là hơn 10 cm một tí. Đấy. Thì những cái kỳ này là em sẽ chia sẻ với cái giá là 650k nhá. 650k cho một cái kỳ này tầm khoảng 10 cm. Hơn 10 cm. Rễ rất là khỏe, hàng chùm rồi. Đấy.
Còn như cái kia to này, cái kia này vẫn ngọn vẫn đang đi mạnh này. Kia này nó rơi tầm khoảng gang tay nhá các bác nhá, nó khoảng gần 20 cm. Đấy. Thì những cái kia to này là 850k cho một cái kia này các bác nhá, 850k cho một kia to này. Đấy. Đấy, cái kia này các bác thấy dễ lắm, khiếp không? Đấy, còn như kia này nó rơi tầm được khoảng tầm độ khoảng 20 này, khoảng tầm 30 trên 30 cm. Đấy. Thì những cái kia này là nó rơi tầm giá là 1,1 triệu nhá các bác nhá, 1,1 triệu cho một cái kia to này. 1,1 triệu cho một kia to này. Khoảng tầm trên 30 cm. Đấy, còn những cái kia mà như này. Kia này nó rơi tầm khoảng 20 này, 40 này. Khoảng 50 cm. Nó khoảng trên dưới 50 cm một tí. Đấy, thì những cái kia này giá sẽ là 1,3 triệu cho kia to đùng rồi nhá các bác nhá, trên 50 cm. Đấy. Rất là đẹp. Con này phải đứng từ xa mới lấy được hết cái bản của nó, bởi vì nó rất là to các bác. Rồi ok, thì em quay qua thế, thì bác nào mà muốn sưu tầm, thích sưu tầm cái hàng Hoàng Thảo Thái Bình đột biến hoa trắng này, các bác alo cho em nhé. Rồi em xin chào tất cả các bác nhé. Em xin cảm ơn các bác ạ.